Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Với sự kết thúc thành công của phần đầu tiên của bộ phim hoạt hình Đấu La Đại Lục, Tuyệt Thế Đường Môn sẽ nối tiếp phần tiếp theo. Một số nhân vật mà chúng ta yêu thích sẽ khó có cơ hội xuất hiện trong Tuyệt Thế Đường Môn. Rất ít nhân vật từ phần đầu tiên của Đấu La Đại Lục xuất hiện. Đường Tam và Tiểu Vũ là cha mẹ của nữ chính Đường Phu Đồng, vẫn có một vài phần đoạn, đặc biệt là Đường Tam sẽ xuất hiện vài lần và ảnh hưởng đến số phận của Vũ Hạo và Đường Phu Đồng. Về phần những người khác của thất quái đời đầu của Sử Lệ Khắc, Đế Mộc Bạch và Chu Trúc Thành sẽ xuất hiện ở trong đoạn kết vì Vũ Hạo là hậu duệ của bọn họ và nên gặp gỡ tổ tiên tại thần giới. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn thì không có phân đoạn nào. Còn Ninh Vinh Vinh xuất hiện ở trong Càn Khôn Vấn Tình Cốc cùng với Đường Tam để kiểm tra Vũ Hạo và Vương Đông Nhi. Cũng không biết trong phim hoạt hình có phân đoạn cho Ninh Vinh Vinh hay không. Những người không thành thần thì không cần nói, một vạn năm đã trôi qua, họ chắc chắn đã qua đời. Ví dụ như là viện trưởng Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long, chúng ta chỉ có thể tưởng nhớ họ qua tượng đài ở Học viện Sơ Lê Khắc. Bì Bì Đông đã chết, Thiên Nhậm Tuyết kết hôn và có hậu nhân. Vậy còn Đường Hạo và Ngân thì sao? Tất nhiên họ vẫn còn sống, bởi vì họ là cha mẹ của Đường Tam, làm sao có thể dễ dàng mất đi được. Trong phần đầu tiên của Đấu La Đại Lục có tổng cộng là 11 người thành thần. Ngoài thất quái Sử Lệ Khắc, Bì Bì Đông và Thiên Nhậm Tuyết, hai người còn lại chính là Đường Hạo và Ngân. Tuy nhiên trong Tuyệt Thế Đường Môn họ không có phân đoạn nào cả, mà sẽ xuất hiện ở trong phần thứ 3 Long Vương Truyền Thuyết. Vậy Đường Hạo cuối cùng đạt được thần vị gì? Đường Hạo sau khi thành thần mạnh đến mức nào? Hãy cùng nghèo thì sĩ đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay anh em nhé. Đầu tiên nói về thần vị được chia làm 5 cấp: Chí Cao Thần, Nhất Cấp Thần, Nhị Cấp Thần, Tam Cấp Thần và Thần Quan. Nhất Cấp Thần chỉ có 18 vị, ngoài Hải Thần, Thiên Sứ Thần, La Sát Thần tìm người kế thừa. Còn có Hỏa Thần nhắm tới Mã Hồng Tuấn và giao cho anh ta Hỏa Thần Cửu Khảo, tức là Mã Hồng Tuấn đã thất bại. Thất quái Sử Lệ Khắc đời đầu tiên cuối cùng đều trở thành nhị cấp thần, Đường Hạo và Ngân cũng không ngoại lệ, đều là nhị cấp thần. Cụ thể thần vị Đường Gia Tam Thiếu không muốn đặt tên. Sau khi thành thần, Đường Hạo và Ngân không đi tới thần giới mà ở lại Đấu La Đại Lục sống tiếp. Trong truyện tranh họ sống cuộc sống bình yên như là người bình thường. Trong thần giới truyền thuyết, do dòng thời gian hỗn loạn, thần giới sắp bị buộc rời đi, nên Đường Tam để Đường Hạo trở thành chủ vị diện của Đấu La Đại Lục để chăm sóc con trai là Đường Phụ Lân. Còn A Ngân hợp nhất với Hoàng Kim Cổ Thụ, trở thành hạt nhân sinh mệnh của tinh cầu Đấu La. Khi mà chủ vị diện của Thâm Nguyên là Thâm Nguyên Thánh Quân bắt đầu tăng tốc hợp nhất với tinh cầu Đấu La, kế hoạch vạn năm của Đường Tam lúc này cũng đã được thực hiện. Đường Hạo và Ngân được một sợi thần thức của Đường Tam từ cơ thể của Đường Phụ Lân đánh thức. Đường Hạo dùng một búa đánh chết Thâm Nguyên Thánh Quân. Lúc này Thâm Nguyên Thánh Quân đã bị Vô Địch Phong Ba cầm chân. Sau đó Đường Tam còn hồi sinh những người đã chết khác. Nhiều người cảm thấy bất mãn khi mà sư phụ của Đường Vũ Lân chỉ là Vũ Trường Không không được hồi sinh. Điều này cho thấy Đường Hạo mãi mãi là Đường Hạo, không chỉ bảo vệ con trai mà còn bảo vệ cháu trai. Với sức chiến đấu mạnh mẽ, có thể sức chiến đấu của Đường Hạo không đạt đến tiêu chuẩn của nhất cấp thần, nhưng chắc chắn là đỉnh cao của nhị cấp thần. Ngay khi Đường Tam xuất hiện giải thích với Đường Vũ Lân rằng mình là cha của cậu, và bởi vì thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi nên không thể nào hỗ trợ con trai một cách cẩn thận. Khi đó trên bầu trời một cột sáng 7 màu ầm ầm nện xuống, mang theo khí tức lôi đình, đập vào người Thâm Yên Thánh Quân. Ánh sáng làm sâu tán loạn, Thâm Yên Thánh Quân kêu thảm, bị đâm cho chia 5 x 7, hóa thành năng lượng thâm uyên màu xanh đậm. Những năng lượng này muốn phân tán ra, cố chấn vào bên trong Thâm Yên Thông Đạo để phục sinh. Đúng lúc này một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu xanh lá đã xuất hiện. Nàng sử dụng một ngọn làm ngân thảo hóa thành một mũi trường thường lục kim sắc, quét sạch năng lượng của Thâm Uyên, nhanh chóng thôn phệ chúng, làm yếu dần Thâm Uyên Thánh Quân. Sau đó một nam tử khôi vĩ xuất hiện từ ánh sáng 7 màu đó, khuôn mặt cương nghị, mỉm cười ôn hòa. Đường Phụ Lân kinh ngạc khi mà nam tử này giải cứu Đường Phụ Lân và Cổ Nguyên Na khỏi giam cầm. Đường Tam lúc này kính cẩn chào cha mẹ, hai người đã tới. Đường Phụ Lân không tin vào mắt của mình. Đường Tam giới thiệu Đường Phụ Lân với ông bà nội Đường Hạo và Ngân. Họ giải thích rằng Thâm Nguyên năng lượng đang nhập vào họ và kể về việc Đấu La thần giới gặp đại nạn dẫn đến cuộc phản loạn của Hủy Diệt Chi Thần. Thần Hủy Diệt đã cưỡng ép phá vỡ phòng bảo hộ của thần giới với ý định làm nó mạnh hơn, thế nhưng mà lại làm yếu phòng ngự. Đúng lúc đó Đường Tam dự đoán thời không loạn lưu sắp đến. Khi mà Vũ Lân mới sinh, Thần Hủy Diệt nhận ra sai lầm và cùng với vợ của mình là Thần Vương Sinh Mệnh hy sinh để củng cố phòng ngự của thần giới. Thế nhưng Kim Long Vương thoát khỏi phong ấn và truyền tinh hoa vào Vũ Lân nhằm báo thù. Đường Tam đã phải lựa chọn phong ấn Kim Long Vương ở trong cơ thể của Vũ Lân, đưa anh đến Đấu La Đại Lục để tránh tiên linh chi khí kích hoạt phong ấn. Để bảo vệ Đường Vũ Lân, Đường Hạo và Ngân đã ở lại Đấu La Đại Lục. Đường Hạo trở thành vị diện chi chủ, A Ngân nhập vào Hoàng Kim Cổ Thụ tại Sử Lệ Khắc Học Viện. Đường Vũ Lân hiểu ra lý do mình trở thành chi tử và người chiếu cố vị diện. Đường Tam lúc này đã sắp biến mất hồn phách, thế nhưng hứa sẽ trở lại, nhắc nhở Vũ Lân dẫn dắt nhân loại và hồn thú sống hòa bình để duy trì sự ổn định của vị diện. Đường Vũ Lân xúc động khi mà biết phụ thân đã làm nhiều điều vì mình.
Với sự bảo hộ của ông bà nội, Đường Tam yên tâm ra đi. Đường Tam kể rằng sau khi bị thời không loạn lưu cuốn đi, họ gặp nhiều thần giới khác trong hắc động và đang cố gắng thoát ra. Đường Tam sắp sửa biến mất, giao Vũ Lân cho ông bà nội chăm sóc và hứa sẽ trở lại. Đường Vũ Lân xúc động khi mà biết phụ thân đã sắp xếp mọi việc để bảo vệ và rèn luyện anh. Dù gặp nhiều khó khăn, Đường Hạo khuyên Vũ Lân rằng nam tử đại trượng phu không đổ lệ, và kể về hành trình gian khổ của Đường Tam trước kia. A Ngân trấn an Vũ Lân, khen ngợi anh và giải thích rằng họ không thể nào tiết lộ thân phận sớm để tránh làm lộ kế hoạch. Đường Vũ Lân lúc này cảm thấy đắng chát khi mà nhìn thấy chiến trường tang hoang, nghĩ về những hy sinh lớn lao đã bỏ ra, bao gồm nhiều đồng đội và chiến sĩ đã chết. Dù chiến thắng, anh chỉ cảm thấy nỗi buồn sâu sắc. A Ngân giải thích rằng những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ Đấu La đại lục không chết vô ích. Bà và Đường Hạo như là những thần hộ mệnh của vị diện này. Đường Vũ Lân cảm động và thắc mắc về điều này, thì Đường Hạo phát ra hào quang bảy màu giúp mọi người có thể di chuyển trở lại. Mọi người chứng kiến cuộc chiến giữa Đường Tam và Thông Thiên Thánh Quân qua truyền hình trực tiếp. Lúc này công nghệ đã hiện đại, đã có thể live stream, hiểu rằng Đường Tam đã lên kế hoạch từ lâu để đánh bại Thâm Uyên, bảo vệ vị diện. Sự hy sinh của nhiều anh hùng, trong đó có các cường giả và quân sĩ, đã để lại nỗi buồn sâu sắc. Đường Hạo tỏa sáng với khí thế mạnh mẽ, tuyên bố rằng những kẻ làm ác sẽ gặp báo ứng. Ngay khi đó, thân thể của Đường Hạo bắt đầu biến lớn. Trong nháy mắt đó, ông như là có thể tiếp cận với trời cao. Hạ Thiên Trì ở trong tay của ông cũng theo đó mà phóng đại, to lớn vô cùng. Chính Hạ Thiên Trì này đã giáng một đòn chí mạng, triệt để tiêu diệt Thâm Uyên Thánh Quân. Nếu như xét về cấp độ, Đường Hạo và Thâm Uyên Thánh Quân vốn dĩ ngang tầm, thế nhưng Đường Hạo chỉ là một cường giả thực sự có thần chỉ vị. Trong khi Thâm Uyên Thánh Quân đã bị Đường Tam khống chế bằng vô địch vòng 3, việc Thâm Uyên Thánh Quân tiêu hao năng lượng qua vị diện khiến Đường Hạo có thể dễ dàng đánh bại hắn chỉ trong một chiêu. Hiện tại khí tức mạnh mẽ từ Đường Hạo tỏa ra làm tất cả những người có mặt đều cảm thấy chấn động. Họ không biết vị diện chi chủ này sẽ làm gì tiếp theo. Trong số các cường giả có mặt, tâm trạng phấn khởi nhất chính là những đại biểu của Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông có truyền thừa hơn 2 vạn năm, thậm chí còn lâu hơn cả Đường Môn, nhưng mà họ rất ít khi mà lộ diện. Vuôn của họ Hạo Thiên Trì chỉ là biểu tượng của sức mạnh. Lúc này vuôn của họ không ngừng cảm nhận sự đồng cảm mãnh liệt, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong nội tâm của họ. Đây chính là tổ tiên của họ hơn 2 vạn năm trước, người đã nập lên nền tảng cho Hạo Thiên Tông. Ở giữa không trung, Đường Hạo giơ tay phải chỉ về trên phía biển, Hạo Thiên Trì theo đó mà nâng lên, tạo ra một tầng vầng sáng bảy màu lan tỏa, mặt biển lập tức trở nên xô trào. Trong khoảnh khắc đó, biển rộng trước mặt họ đột nhiên trở nên rực rỡ, hàng loạt bong bóng bảy màu từ biển dâng lên, mỗi bong bóng đều chứa một người. Trần Tâm Kiệt và Long Dạ Nguyệt là những người đầu tiên xuất hiện trong bong bóng, cùng với những tướng sĩ mặc quân phục Nhật Nguyệt Liên Bang. Những bong bóng này chở bọn họ bay về phía bờ, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu khiến cho tướng sĩ của Tinh La và Thiên Đấu vô cùng kinh ngạc. Xung quanh họ, nhiều bong bóng khác cũng từ từ rơi xuống đất, vỡ tan và hóa thành ánh sáng bảy màu, rót vào cơ thể của những người bên trong. Từng người, từ các cường giả của các tổ chức lớn đến những tướng sĩ đã hy sinh, đều được hồi sinh. Đây chính là sức mạnh thần thánh. Đường Hạo thu hồi Hạo Thiên Trì và chỉ về phía trước, ánh sáng bảy màu từ mặt đất dâng lên, ngưng tụ thành bong bóng chứa các thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt, Hung Lang Đấu La Đồng Tử An, Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù và nhiều người khác đều sống lại. Vậy là video của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.